Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, mọi người có đang nhìn thấy gì đây không ạ? Vâng, sau rất nhiều nỗ lực của hai anh em là đưa cô đi gội đầu hàng ngày thì bây giờ cô đã tự giác gội đầu rồi mọi người ạ. Tức là sau nhiều lần đưa đi ra quán gội đầu ấy, thì em mới được massage rồi được gội đầu sạch sẽ. Thì bây giờ là quen rồi, ngày bây giờ còn gội đầu hai lần mọi người ạ. Đấy, ngày nào cũng gội. Đấy, rất là mừng như vậy. Hôm nay thì cháu và em San sang nhà cô để đưa hai chị em đi chợ huyện. Này, cô là tự gội đầu luôn mọi người nhé. Mọi người thấy không? Đấy, đây là đang xả tóc đây này. Đấy, tự gội rồi. Những hôm trước là coi như là 2-3 năm là không bao giờ gội, không bao giờ tắm. Thì bây giờ là cũng đã gội rồi và cũng tắm rồi. Đấy, bây giờ thay cái áo khác, mọi người nhìn cái áo có cute không? áo gấu pu đấy mọi người ạ. Đấy, nhìn rất là cute. Đấy, biết tự gội rồi. Đấy, gội đầu sau đó thì là cũng lấy khăn lau tóc, chải tóc để hôm nay đưa đi chợ huyện. Đấy, cháu đang bảo hai chị em là rửa chân tay sạch sẽ rồi đi dép thay quần áo để đi chợ. Đấy, dù gì thì hai bạn này cũng là phụ nữ mọi người ạ. Phụ nữ thì đương nhiên là họ thích đẹp. Đấy, dù có như thế nào ở trong thâm tâm họ, mình đánh thức được cái thâm tâm đấy dậy thì phụ nữ thì luôn luôn thích đẹp. Đấy. Đấy, bảo đi chợ để mua đồ đẹp rồi thì mua những cái đồ trang sức thì là hai bạn đi ngay. Đấy, rửa chân sạch sẽ tự giác luôn. Đấy. Mà trong khi là từ trước đến giờ là không bao giờ chịu tắm rửa gì hết nhá. Nhưng mà mình đánh thức được cái phụ nữ trong người lên thì là hai bạn ấy lại tự giác ngay. Đấy, bây giờ là tự gội đầu này, đấy, tự tắm, rửa chân tay sạch sẽ. Đấy, hai chị em còn tranh nhau rửa chân tay tranh nhau rửa chân tay luôn. Đấy, chị rửa lại, chị rửa, em cũng rửa. Đấy, cũng rửa sạch sẽ chân rồi thì rửa mặt rửa mũi chuẩn bị lên chợ huyện. Đấy, nhà cũng rất là đáng thương. Mọi người nhìn cái cậu chính là con của cô này, uống nước còn không có cốc, uống bằng son này. Bà con ở đây thì uống trực tiếp nước từ suối ra, không đun mọi người ạ. Nó cũng khá là sạch, mọi người cũng yên tâm. Nhưng mà mọi người nhìn thấy cốc cũng chẳng có nữa, uống son này. Cháu phải bằng, tức là cháu chính năm nay hình như là đúng rồi 3 tuổi. Mà cháu chính là mà còn khỏe hơn cả mấy cháu ở Hà Nội. Ở Hà Nội thì ăn uống hơi tí là đi vệ sinh ngay mà. Cháu này nhìn rất là rắn rỏi. Đấy, sau khi gội đầu xong thì cháu thuyết phục em cô là chải tóc rồi lau tóc gọn gàng. Đấy. Em chỉ chải đằng trước, còn cái quãng đằng sau là vẫn, ngày trước là cái chỗ đằng sau là bị kết ấy. Kiểu dạng lâu quá không gội nó bị kết lại. Thì ra là chải cả trước cả sau. Mọi người nhìn cũng xinh xắn đấy đúng không? Duyên phết đấy. Nó, lúc mà em ấy cười nhìn rất là duyên mọi người. Ngày xưa mà cái lúc mà là con gái mà chưa bị như này chắc là cũng nhiều anh theo đấy. Xinh phết đấy mọi người. Đây có cái cháu trải cho em ấy cái đoạn đằng sau. Đấy, cũng khó tiếp cận phết bởi vì em ấy nhiều lần bị các chàng trai kiểu dạng như là xâm hại. Nên là mình là nam gì mình chạm vào người em mới sợ. Đấy, nhưng mà mình cứ chân thành mình tiếp xúc là em cũng cho mình sờ vào tóc. Đấy, cố gắng trang điểm cho đẹp đẹp một tí lên chợ. Vậy thì cháu cũng muốn một lần nữa gửi thông điệp với mọi người là cứ kiên trì mọi người ạ, kiên trì là thành công hết. Đấy, cháu cũng kiên trì tìm cách để làm nào để tiếp cận được, cũng cuối cùng cũng thành công rồi đúng không, cũng tự giác gội đầu rồi. Đấy, tự giác gội đầu rồi rất là ok rồi. Đấy, bây giờ thì cháu sẽ chở hai chị em lên chợ huyện mọi người ạ, lên chợ huyện để mua đồ. Em cô thì bị say xe mọi người ạ, cho nên là em San chở cô bằng xe máy. Thế còn cháu thì lái ô tô chở em Lý Mặc Sầu đi đằng sau. Hôm trước chở cô đi có 1 km để đi gội đầu thôi mà em cô cũng bị say. Thế còn em Lý Mặc Sầu là nhìn là ngồi ô tô thích. Mọi người nhìn mắt của em Lý Mặc Sầu là đang bị sưng đúng không? Cái mắt này là của em ấy là ngày xưa là kiểu bị sụp mí, là em ấy tự lấy cái kim chọc vào cái mí mắt xong khâu ngược lên trán ấy. Ngày xưa kiểu tâm lý không ổn định nên là
em hành động dại dột, bây giờ cái mắt nó bị sẹo như thế nhìn rất là tiếc, chứ còn không thì em lý mặc sầu thì cũng xinh phết. Đấy, đây cháu cho em lý mặc sầu mặc áo đồng phục đi chợ mọi người, chợ Sìn Hồ, chợ rất là to và đẹp. Đấy, à, bây giờ hôm nay là phân công là San thì đưa em cô đi mua quần áo, cháu thì mua quần áo cho em lý mặc sầu. Đấy, hai anh em là quản lý hai chị em. À, nhìn dáng đi cũng tung tăng là cũng đang rất là phấn khởi trong lòng đấy. Đấy, cô thì là đi cùng San. Đấy, bạn là đang chờ để được dẫn vào trong mua quần áo. Em có thích đi chợ không? Hả? Có thích đi chợ không? Có thích đi chợ không? Hả? Có á. Bây giờ em thích mua gì trước nào? Hả? Em thích mua gì trước? Đi mua dép nhá. Đây dép mà hỏng rồi này. Mua dép nhá. Ok. Áo này đẹp không? Có thích áo này không? Mua nhá. Ok. Rồi. Em chọn quần đi. Xem quần đi. Xem quần đi. Cái này 40.000 không được à? Không, con ở đây các cô không thấy khách đâu. Bé đang à, ý là em cái này một cái này bọn cô chỉ được có 2-3.000 một chiếc thôi. Tìm quần đi em ơi. 40.000. Ở chỗ quần nữ ở đâu nhỉ chị? Đi vào trong đây. Dài hay là quần ngố ngố? Cô tư vấn hộ cháu gái xem nào. Lấy quần ngố nhá. Quần ngố mặc cho nó mát nhá. Màu tối tối cho đỡ bẩn. Bạn này bạn ấy ấy. Rồi. Cô dẫn vào cho bạn thay hộ cháu luôn. Chọn luôn cái loại nào mà vừa vừa nhá, đỡ phải ấy. Đỡ phải cởi ra cho mặc luôn. Đấy, em cởi váy xong mặc quần, mặc áo vào. Vào đây, cởi hết ra xong mặc hay. Sau khi mà cho em ấy mua quần áo mới xong, mọi người nhìn thấy cũng đẹp đẹp rồi đúng không? Đấy, quần thì quần ngố ngố để mặc cho nó thoáng. Đấy, quần áo thì cháu chọn màu nâu này cho nó sạch. Vì là trên đấy hai chị em cũng hơi ấy, vệ sinh hơi kém một tí. Đấy, thì cháu mua cho em đôi dép quay hậu đi cho nó chắc chân. Vì là trên nhà đi xuống dưới quãng dưới dốc ấy là có nhiều sỏi dăm ấy, hay lệch chân cái là nguy hiểm. Nên cháu mua cho em đôi dép quay hậu. Vì hai chị em này rất là hay tung tăng đi lại, đi lên đi xuống suốt ngày. Nên cháu mua đôi này cho nó chắc chân. Đấy, sau đấy thì cháu đi dẫn em cô đi, à em Lý Mặc Sầu đi mua cái mũ nữa để đội lên đầu để che, tóc cũng đang ngắn thì nó hơi nhìn nó hơi buồn cười. Đấy, đi mua cái mũ nữa là xong. Sau khi đi mua mũ, mua quần áo thì là cho hai chị em đi ăn rồi trở về. Đấy, cho đi về thì lại cứ dần dần thôi, tác động dần dần thôi. Cứ đánh vào cái tâm lý phái đẹp là thích làm đẹp mọi người nhỉ. Cháu nghĩ rằng là dần dần là hai chị em sẽ ổn định lại thôi. Cháu tin rằng là với sự kiên trì thì có thể là sẽ chữa được bệnh cho hai chị em này. Nhưng mà phải cần thời gian mọi người ạ. Đấy, rất là buồn khi mà hai bố mẹ thì cứ phải lo kiếm ăn từng ngày, không có thời gian để kiên trì để thay đổi được hai em cô và Lý Mặc Sầu, nên là càng ngày bệnh hai em càng nặng. Đấy, vì thứ nhất là không được quan tâm, thứ hai là cứ để mặc như thế thì là diễn biến nó càng trầm trọng hơn. Đấy, rất may mắn thì có em San em cũng nhiệt tình, nên là em hàng ngày em đến em thuyết phục, bây giờ là cũng thay đổi hơn nhiều rồi. Đấy. Thực ra mọi người để ý trên cái video ấy thì cháu thấy rằng là em cô và em Lý Mặc Sầu cũng chưa hẳn là mất nhận thức đâu. Cũng biết đi chợ, biết mặc cả đấy. Đấy, cũng biết chọn quần đẹp, áo đẹp. Cho vậy là cũng không phải là mất nhận thức hoàn toàn mà có thể thay đổi được. Chỉ cái là mình mất nhiều thời gian hơn, phải kiên trì hơn. Thế chứ còn nếu như mất nhận thức hoàn toàn mới là khó. Nói vẫn nghe. Đấy, mình nói ngọt rồi thì dỗ thì vẫn nghe, chứ không phải là không. Đấy, cũng biết cười rồi thì mình trêu là cũng biết đấy.
rồi thì mình nói này kia là cũng hiểu. Đây hai chị em là em của Lý Mặc Sầu thì là mua được hết quần áo, mũ, dép rồi. Thế còn cô thì điệu hơn một tí. Cô thì phải mua cái đồ gọi là đắt hơn. Đấy. Nên hai anh em lại đưa hai chị em đi mua tiếp. Cô thì hôm qua là mua được là một bộ quần áo, xong mua cả đồ trang sức. Đấy. Nói chung là chuyến đi hôm nay là thành công mọi người ạ, chuyến đi thành công vì là đã làm cho hai chị em đẹp hơn. Và khi mà phụ nữ họ thấy đẹp thì họ tự khắc là họ sẽ thay đổi. Và bây giờ thì đưa hai chị em trở về nhà thôi mọi người. Mọi người ơi, như vậy là cháu vừa đưa em Lý Mặc Sầu đi chợ. Em đội mũ lên cho mọi người xem đi, đội mũ lên. Đó, đội thẳng ra. Đúng rồi, ok. Rất là đẹp mọi người nha. Đấy, là quần áo giày dép mua mới hết rồi. Mua một ít bánh kẹo để cho em ấy thay đổi, đúng không? Đấy. Giống như là cái việc cháu và em San thay đổi em cô là từ cái thói quen là không bao giờ tắm gội thì bây giờ là đã gội đầu tắm rửa hàng ngày rồi. Đấy, thậm chí là ngày còn gội hai lần. Vì cái dầu gội nó thơm và nó mát và cũng như là gội nó thích, nó sạch. Nên là bây giờ ngày gội hai lần, không ai nhắc cũng tự gội. Đấy, một sự thay đổi hết sức là tích cực. Bây giờ cháu sẽ lên nhà nghỉ trưa một lát đấy mọi người ạ, vì đi cả sáng hơi mệt mọi người ạ. Chào mọi người nhé.